ngày 24 tháng 9, ông Trần Văn Vương, xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết, con trai, sinh năm 2008, của ông bị 30 bạn học hành hung, không thể thi vào lớp 10 đã có kết luận giám định tâm thần, phải điều trị ngoại trú. Theo đó, Trung tâm Pháp y Tâm thần kết luận trước thời điểm bị hại và tại thời điểm bị hại, nạn nhân rối loạn stress sau sang chấn, hạn chế khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi, thuộc diện cần được điều trị ngoại trú. Tỷ lệ tổn thương cơ thể xác định là 23%. Sau hơn một tháng điều trị đã giảm xuống 21%. Theo ông Vương, tâm lý của con trai hiện không thể bình thường do cháu bị hành hung từ lớp 7 đến lớp 9 nên khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng. Tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 9 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức, phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng đã đặt câu hỏi về vụ việc nam sinh bị bạo lực học đường lâu năm, hiện thất học, tâm lý hoang mang, huyện Lệ Thủy chưa giải quyết ổn thỏa. Ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp trả lời nếu Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy có đơn đề nghị đặt cách cho cháu lên cấp 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ sẵn sàng xem xét đặc biệt. Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2023. Nhìn chung, các chỉ số đều tăng so với năm 2022 nhưng còn chênh lệch giữa các bậc học. Cụ thể, điểm hài lòng chung của phụ huynh năm 2023 đạt 4,51 điểm, năm 2022 đạt 4,48 điểm. Riêng điểm hài lòng chung của học sinh là 4,53 điểm, năm 2022 đạt 4,37 điểm. Tuy nhiên, trong từng cấp học, các chỉ số cao nhất ở bậc mầm non và giảm dần từ cấp tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông. Kết quả này cho thấy yêu cầu và đòi hỏi của xã hội đối với ngành giáo dục ngày càng cao hơn ở các cấp học lớn. Bên cạnh những mặt tích cực, kết quả khảo sát cũng cho thấy một số điểm còn hạn chế cần khắc phục của các cơ sở giáo dục, trong đó tiêu chí đạt tỷ lệ hài lòng thấp nhất là cơ sở vật chất trường học. Trên cơ sở phân tích kết quả đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu cho biết, ngành giáo dục thành phố sẽ xác định những mục tiêu cụ thể cho năm học mới, mạnh dạn đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục công lập. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng ngày 24 tháng 9, giải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 13-16 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp có vị trí ở khoảng 14,5-15,5 độ Vĩ Bắc và 114,5-115,5 độ Kinh Đông gây mưa dông ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan. Dự báo, vùng áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo hôm nay, Bắc Bộ vẫn nắng nóng nhưng không còn gay gắt như hôm qua, nhiệt độ cao nhất 32-34 C, riêng Hòa Bình nắng nóng 35 C. Đêm nay và sáng sớm mai ngày 25 tháng 9, Bắc Bộ sẽ có mưa dông. Dự báo ngày 25 tháng 9, sẽ có một đợt mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, kéo dài đến khoảng ngày 28 tháng 9, do ảnh hưởng của áp thấp hoặc áp thấp nhiệt đới và gió mùa Tây Nam. Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, gần đây bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu, điều trị nhiều trẻ nhỏ bị ong đốt trong tình trạng rất nguy kịch. Trong số này, bệnh Nhi, 10 tuổi, ở Hải Dương bị ong vò vẽ đốt trên đường đi học, với hơn 100 nốt đốt khắp cơ thể. Dù được các bác sĩ cho thở máy, lọc máu liên tục và lọc máu hấp phụ độc chất, nhưng tình trạng suy đa tạng tiếp tục diễn biến xấu, suy tuần hoàn nặng hơn. Các bác sĩ đã hội chẩn, quyết định thực hiện kỹ thuật ECMO, tiêm phổi nhân tạo để hỗ trợ chức năng các cơ quan nhằm duy trì sự sống cho cháu. Đáng tiếc, sau 2 ngày, cháu đã tử vong trong tình trạng suy đa cơ quan, rối loạn đông máu nặng, không đáp ứng với các biện pháp điều trị. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Tạ Anh Tuấn, trưởng khoa điều trị tích cực nội khoa, tai nạn do ong đốt là tai nạn thường gặp ở trẻ, nhất là trẻ sống ở nông thôn. Tùy theo loài ong mà nọc sẽ độc ít hay nhiều, có loại gần như không độc, ong mật, nhưng cũng có loại gây tử vong chỉ với 10 vết chích như ong vò vẽ, ong đất, ong bắp cày và ong bầu. Ngày 24 tháng 9, Công an tỉnh Khánh Hòa đang tích cực điều tra vụ cướp tiệm vàng xảy ra trên địa bàn. Thông tin ban đầu, khoảng 17h 43 phút ngày 23 tháng 9, hai đối tượng đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm đi vào một tiệm vàng ở phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh. Sau đó, dùng vật được nghi là súng ngắn uy hiếp,
khống chế bảo vệ, dùng búa đập tủ kính cướp đoạt nhiều nữ trang và tiền mặt. Vụ cướp xảy ra chỉ vài chục giây, sau đó hai đối tượng nhanh chóng mang đi khối tài sản trị giá khoảng 800 triệu đồng rồi tẩu thoát bằng xe máy. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm, đồng thời truy bắt các đối tượng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết vừa ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận sản phẩm OCOB đối với 9 sản phẩm của 3 chủ thể. Cụ thể, các sản phẩm nước mắm Mạch Long gồm 50 độ đạm, 40 độ đạm, loại 1, loại 2 và loại 3 của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại xuất khẩu Đại Phát, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước. Sản phẩm nha đam Cô Ba Gần của hộ kinh doanh Cô Ba Gần, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi. Tôm sấy giòn, tôm khô Minh Đức, tôm thẻ khô Minh Đức của hợp tác xã Minh Đức, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi. Lý do thu hồi giấy chứng nhận sản phẩm OCOB là do chủ thể đã dừng sản xuất và chuyển đổi ngành nghề sản xuất, kinh doanh khác, không có khả năng khôi phục sản xuất và đang thực hiện các thủ tục giải thể hợp tác xã,